Bạn là người mới, chân ướt chân ráo mới tham gia vào thị trường crypto. Thế đây là một clip mà bạn nên xem. Và nên xem hết cái clip này. Rất nhiều bạn đang muốn tham gia vào cái thị trường tiền điện tử này. Nhưng mà đến cái thời điểm này thì theo như nhận định của mình thì nó đã thành cái mô hình hai đỉnh trong cái sóng này. Đấy, và thì cái lực mua của nó đã bị giảm xuống. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng lực mua giảm. Chứng tỏ là đã hết hết cái làn sóng uptrend lần này. Và các bạn có thể thấy là nếu mà từ cái đợt nó biết sập từ tháng tầm cuối năm 2021 nó sập đến tận bây giờ thì các bạn có bắt đáy altcoin nào đi thì nó cũng bây giờ vẫn chia thôi, thì cũng không biết đâu là đáy cả. Nhưng chúng ta vẫn có những cái chiến lược đầu tư dài hạn. Khi mà các bạn đã đầu tư dài hạn thì chỉ nên đầu tư vào Bitcoin, và đầu tư Bitcoin làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thì ví dụ một tháng các bạn làm được 10 triệu thì chúng ta cứ mua bất chấp 1 triệu vào Bitcoin. Đừng có mua altcoin mà kể cả ETH thì cuối cùng nó cũng vẫn chia rồi. Có Bitcoin, ví dụ các bạn chịu được từ 38.000 về được đến 10.000 thì các bạn 1 triệu các bạn còn 250.000-300.000 thì vẫn có thể chấp nhận được. Còn như các altcoin khác, nếu nó chia 1 triệu thì các bạn chỉ còn mấy chục nghìn rồi. Đấy, là nếu mà các bạn bây giờ đang bắt đầu chân ướt chân ráo, bắt đầu vào crypto thì chúng ta nên đầu tư dàn trải, không nên all in trong cái thị trường này nữa. Có thể năm ngoái thì các bạn có thể vay lãi hoặc là all in luôn một phát đến tiền tỷ rồi cứ đợi đấy là nó tăng. Nhưng mà bây giờ khi mà thị trường nó đã giảm thì chúng ta chỉ còn cách là DCA giá thôi. Ví dụ các bạn có 100 triệu cho cái đầu tư mạo hiểm thì các bạn nên trích ra 10 triệu mua luôn từ giá bây giờ là 38.000, để rồi sau khi nó về những cái hỗ trợ như là 29.000 các bạn mua một lần nữa là 10 triệu nữa. Đấy, các bạn lưu ý là chỉ mua khi nó về các cái hỗ trợ cứng. Rồi nếu 29.000 mà nó sập thì các bạn sẽ đón nó ở tầm 20.000 và tiếp theo là tầm 16.000 và đến 12.000. Đấy, thì cứ mỗi một lần mua các bạn mua 10% số tiền mà bạn bỏ ra, bạn chấp nhận bỏ ra để đầu tư mạo hiểm. Thì chúng ta cũng không thể nào mà trông chờ cái thị trường này nó chỉ có up lên mãi được. Và chúng ta cũng không biết đâu mà là đáy mà chúng ta có thể mua luôn một phát đến, mua luôn một lần đến cả tiền, tất cả số tiền khi mà nó đã đi xuống thì thị trường chỉ có down thôi. Thì các bạn lưu ý là chúng ta mua ở mốc này 38.000 mua 10% và đến 29.000 hãng mua. Và lần mua sau á, chắc chắn phải là giá nó phải thấp hơn lần mua trước thì các bạn mới nên mua. Và khi nào mà nó lên đến hơn cái giá mà mình đã mua thì mình mới được bán. Đấy là cho các bạn đầu tư Bitcoin. Còn những altcoin khác thì mình không đảm bảo và mình cũng không chắc chắn. Nếu mà là thị trường đã đào thì vua lúc nào cũng vẫn là vua thôi. Bitcoin lúc nào nó cũng cứng nhất và nó cũng sẽ bơm nhanh nhất. Chào các bạn nhé.